đến khoa MVP thông qua một người bạn. Người bạn của mình trước đây thì cũng đã đi làm răng thẩm mỹ ở một cái cơ sở khác, nhưng sau đó là răng của bạn ấy bị viêm nhiễm, và thông qua các cái kênh giới thiệu từ bạn bè và đồng nghiệp thì bạn ấy cũng tìm đến nha khoa MVP và được các bác sĩ ở MVP xử lý và làm lại cho bạn ấy. Và sau đó thì mình cũng có gặp lại người bạn đấy, và mình lần đầu tiên gặp lại mình rất là ngạc nhiên, vì là cái bộ răng của bạn ấy hoàn toàn là trông rất là đẹp. Và ngay lập tức là mình cũng xin bạn ý địa chỉ để sau này mình cũng muốn cải tạo lại cái bộ răng của mình, mình sẽ tìm đến MVP. Trước khi làm răng thì răng của mình thực sự rất là xấu, nghĩa là do cái men răng của mình kém, như là màu sắc của cái răng nó rất là tối và răng của mình không được đều. Chính vì thế là mình cũng muốn tự tin hơn trong công việc, trong giao tiếp, cũng như là làm đẹp thêm cái góc 1/4 một góc của mình, nên là mình đã tìm đến MVP. Phải nói là các bác sĩ ở MVP rất là nhiệt tình. Và cái thứ hai nữa là mình có một cái rất là khó trong làm răng mình, tại vì là mình đã hồi nhỏ đó mình bị mất một cái răng ở phía trong, cho nên là cái xương quai hàm của mình nó bị lệch, nên là mình khi mà làm răng thì không thể nào mà há hết to ra được, nên là các bác sĩ phải kiên nhẫn là cứ làm từng tí một. Nghĩa là khi mà thấy mình cảm giác mà không há lại được thì bác sĩ lại dùng biện pháp để cho mình nghỉ ngơi cái răng, và sau đó là chờ một lúc rồi bác lại làm tiếp nữa. Và nói chung là cả để làm được cái bộ răng của mình là các bác sĩ cũng tương đối là vất vả về thời gian cũng như là về công sức ở chờ đợi. Mình cảm thấy rất là hài lòng về ngoài cái việc là chăm sóc khách hàng, thái độ phục vụ, và cũng như là cái tâm huyết là đã làm đẹp thì phải làm đẹp cho đến cùng, và là thật đẹp thì mới ưng ý. Sau khi làm răng xong thì bác sĩ có đưa cho mình gương để soi, thì lúc đấy mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, vì trước lúc làm thì mình cũng nghĩ là khi mà làm răng thì chắc là mình sẽ trông đẹp hơn, xinh hơn, nhưng mình không nghĩ là làm răng xong thực sự là phải nói là đẹp hơn rất nhiều và tự tin hơn rất nhiều. Và lúc đấy mình có nói vui về bác sĩ ở phòng răng là trông mình lên hẳn một chân kính, giống như là ngôn ngữ của các bạn vẫn nói, nhưng mà các bạn mọi người vẫn dùng để hiện thực hợp thức hóa cái sự việc lên đấy. Lúc đấy mình thấy rất là hài lòng. Cái ấn tượng lần đầu tiên mà mọi người gặp với mình thì mọi người có nói một câu là trông hôm nay chị khác lắm, trông chị có gì đấy thay đổi mà em không nhận ra được. Thì lúc đấy là mình cũng cảm thấy đã rất là vui rồi. Thế nhưng mà cũng muốn là để xem là thêm mọi người nhận xét như thế nào. Thì sau một hồi thì mọi người cũng không nhận ra là mình đã có sự thay đổi về mặt gì. Chỉ nhận xét là trông chị tự tin hơn, chị trông xinh đẹp hơn. Thì đúng, mình mới ngay lúc đó thì mình mới nhận ra một điều là đúng là đẹp, nhưng quan trọng là đẹp như thế nào. Và mình nghĩ là đẹp nhưng mà vẫn đẹp tự nhiên, và không phải là như đi vừa mới đi làm đẹp về. Thì mình rất là hài lòng với cái điểm đó.